Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông tiếp tục ca cấy chỉ cho bệnh nhân Nguyễn Trọng Khánh đến từ Hà Nội. Anh bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên bên phải. Sau khi phát hiện bệnh 2 ngày, anh đã chọn phương pháp cấy chỉ của thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng để điều trị bệnh của mình. Anh Khánh phát hiện bệnh của mình sau một đêm ngủ dậy, đột nhiên thấy mặt bị cứng, miệng méo, mắt nhắm không hết, chảy nước mắt nhiều. Liệt dây thần kinh số 7 xảy ra rất phổ biến trong mùa lạnh, gặp ở mọi lứa tuổi. Có nhiều nguyên nhân gây liệt mặt, méo miệng, nhưng 75% là do lạnh đột ngột làm ảnh hưởng tới dây thần kinh số 7, gây liệt mặt ngoại biên. Đa phần người bệnh khi ngủ dậy đi tiểu đêm, người cao tuổi nhất là nam giới bị bệnh tiền liệt tuyến hoặc người mắc bệnh về thận, bệnh đái tháo đường, gặp lạnh đột ngột do phòng ngủ không kín gió hoặc khi ra khỏi nhà gặp lạnh đột ngột, khi trở về bỗng thấy một bên mặt hơi cứng, tê khác thường, sệ xuống, méo miệng sang một bên. Lý do là dây thần kinh số 7 bị nhiễm lạnh đột ngột. Đoạn dây thần kinh số 7 nằm trong ống xương đá, vốn dĩ đã bị lạnh do không có cơ che phủ dây thần kinh. Do đó khi gặp lạnh đột ngột, không khí lạnh buốt từ bên ngoài khiến cho nó càng nhanh bị nhiễm lạnh thêm. Khi bị lạnh đột ngột, mạch máu bị co thắt lại, dẫn đến thiếu máu nuôi dưỡng và sưởi ấm cho dây thần kinh sẽ bị phù lề, bị chèn ép và dẫn đến liệt. Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, ngoài nguyên nhân do lạnh là chủ yếu, một số trường hợp khác có thể do nhiễm virus cúm bởi động lực của chúng làm ảnh hưởng xấu đến đường dẫn truyền của dây thần kinh số 7. Hiện nay, phương pháp chữa liệt dây thần kinh số 7 hiệu quả nhất, nhanh nhất và không tốn thời gian của bệnh nhân là phương pháp cấy chỉ. Sau đây, Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông xin giải thích về phương pháp cấy chỉ và những điều cần lưu ý khi đi cấy chỉ. Cấy chỉ là một phương pháp châm cứu đặc biệt bằng cách đưa chỉ cắt hút tự tiêu và nhờ tác động của sợi chỉ cắt hút ở trong huyệt, đó là tác nhân vật lý, kích thích tạo thành xung điện và từ xung điện này nó trở về tủy sống và dây thần kinh cao cấp, tạo thành đáp ứng có tác dụng chữa bệnh. Trong vòng 15 đến 20 ngày, chỉ này sẽ tự tiêu hết. Vì vậy, cấy chỉ có tác dụng chữa bệnh cũng như châm cứu, nhưng hiệu quả đạt được vượt trội hơn châm cứu rất nhiều. Trong nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh về thần kinh, cơ, xương, khớp, hô hấp. Phương pháp cấy chỉ hiệu quả điều trị bệnh nhanh và cao hơn so với phương pháp châm cứu. Nhiều bệnh châm cứu không khỏi, nhưng khi cấy chỉ một thời gian ngắn khỏi bệnh, bởi cấy chỉ cùng một lúc có thể tác động vào nhiều huyệt ở nhiều vị trí khác nhau, chữa được nhiều bệnh cùng một lúc. Khi điều trị bằng phương pháp cấy chỉ, người bệnh không cần phải lo lắng đến tác dụng phụ như điều trị bằng thuốc. Chỉ cắt gút dùng để cấy là một loại protein tự tiêu, được sử dụng trong các cuộc phẫu thuật và rất an toàn. Với phương pháp cấy chỉ, người bệnh có thể tiết kiệm được thời gian chữa bệnh, không phải đi lại nhiều cũng như tiết kiệm được chi phí. Những bệnh như thoái hóa cột sống, vôi hóa cột sống, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, nhức nửa đầu, đau xương khớp do phong thấp, liệt dây thần kinh số 7, liệt lửa người, hen phế quản đều là những bệnh có thể điều trị bằng phương pháp cấy chỉ. Để đạt được hiệu quả cao khi điều trị bằng phương pháp cấy chỉ, người bệnh cần lưu ý đến những vấn đề sau. Không ăn quá no, uống rượu, bia, nước ngọt, cà phê. Không để cơ thể quá đói, cơ thể mệt mỏi, nghĩ ngợi trước khi điều trị. Khi đi cấy chỉ, các bạn cần tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo rộng, thoải mái. Sau khi cấy chỉ, người bệnh cần nghỉ ngơi tại phòng khám 15 đến 20 phút và không được làm việc quá sức sau đó. Viện Hải Thượng Lãn Ông kính chúc bệnh nhân mau khỏi bệnh. Thưa quý vị và các bạn, do lượng bệnh nhân đổ về phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp cấy chỉ rất đông, nên quý vị hãy gọi tới số 098 377 470 để đặt lịch và nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, lợi dụng sự uy tín và nổi tiếng của phòng khám Hải Thượng Lãn Ông nên có nhiều người đã giả danh phòng khám để bán thuốc kém chất lượng. Vậy, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông xin thông báo, hiện giờ phòng khám có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại 16/22A, đường số 6, khu phố X Thạnh, phường Trường Thạnh,
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 377 470, website cấychỉ.vn.